Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hiện tại Phương Thúy đang có mặt tại là hồ muối để mà nó có những cái màu sắc rất là đẹp quý vị. Lần đầu tiên tại đây và có rất nhiều người đi tham quan. Phương Thúy xin gửi đến quý vị một vài ảnh để vị tham quan cái cảnh hồ muối. Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những ảnh sau đây. Hi, what's your name? My name's Andres. Oh, so this one the first time you come here? No? Yes, this is the first time we came here. We heard about We're on the Bay Area hikers page, and we heard that this would be a great spot to take a photo. Mm-hmm. Yeah. And then, how do you think this is? It's spectacular. It's we've never seen anything like this. Yeah. It's like we're in awe. Yeah, definitely. We're from Hollister, and it's about an hour drive to get here. So it was definitely worth the drive to get here. Mm-hmm. Beautiful. Yes. Thank you. Yes. Chị từ đâu tới vậy chị? Dạ, tôi ở Canada tới. Khi chị ta Canada tới, chị thấy một cái gọi là cái hồ muối, chị thấy cái gì lạ? Lần đầu tiên tôi đến San Jose, tôi thấy một cái hồ mà ngay trong thành phố mà nó có một cái cảnh đẹp như vậy. Những cái muối mà nó tạo thành ra những cái con ốc, con sò và những cái vân của nó nhìn giống như một bầu trời ở đây, thật là tuyệt vời. San Jose là một cái nơi mà có thể nói là chưa có chỗ nào giống như thế này được. Có lẽ là trên tất cả các cái nước trên thế giới này chưa có chỗ nào nó đẹp như thế này. Một cảnh tự nhiên của trời đất mà tạo ra một cái hồ muối mà nó có thể là tạo ra một cái mình không thể nào ngờ được. Nó rất là đẹp và thiên nhiên lắm. Cảm ơn chị. Ok, thank you. Oh, Imo. Imo, nice to meet you. Nice to meet you. It's the first time you be here? Yeah, first time to be here. And then how do you like it? Yeah, super cool. The first time to see this gradient color. And I heard about it, it was like once a year. Oh, once a year? Yeah, for the Salt Lake. Oh, yeah. And then how do you know about that? Oh, from like Instagram. Yeah. Okay. Okay. So thank you very much. Chào em, chị tên là Kim. Chị Kim, đây chị Kim là lần đầu tiên tới đây tham quan hay là đã tới được mấy lần? Chị ở gần đây nhưng mà chị chưa tới. Chị thấy trên Facebook mấy bạn post lên đẹp quá nên chị bữa nay chị mới tới coi. Thấy như thế nào? Chị thấy cái sắc màu đỏ với lại trắng của muối, đỏ của cái màu mùa thu, nó rất là cái bằng rất là quyến rũ. Yeah. Nên chị phải đi cho bằng được cho bữa nay. Mà chị ở gần đây mà chị chưa bao giờ đi lần nào. Chị chưa đi bao giờ. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Và lần đầu tiên chị nghe cái biển muối này hay là đã nghe lâu? Chị có nghe nhưng mà chị không ngờ nó đẹp như vậy. Chị không có nghĩ là nó có cái màu ngộ như vậy. Giống như đôi lúc mình gần quá mình coi như là mình không có cảm giác là nó quý. Bây giờ mình thấy cái hình người ta post lên trên Facebook á, nó hấp dẫn quá. Cảm ơn chị. Không có chi. Chị cũng cảm ơn em mà chị được hân hạnh được em phỏng vấn hôm nay. Phương Thúy tường trình từ Santa Laura xin kính chào tạm biệt quý vị.